Rồi, giao lưu với các bạn một cái máy cúc mini có mặt hoa trên cây luôn. Hình dáng nó thì mình đi theo cái cần rời của nó này. Tính từ đỉnh ngọn rơi xuống thì nó rơi vào tầm 50. Bề ngang rơi tầm 45. Gốc đỡ cũ nó nằm sâu bên dưới nha. Giờ mình tu đất mình không có xới đó. Quanh là tầm 10 nha anh em. Cái này giao lưu cho anh em giá là 350.000 nha. Giá tại vườn, không bao cước nha anh em. Hoa cúc đẹp. Có những cái cành lợp nó này. Đường cờ rất là lách nha. Hoa nó thì 2 ngày trước tới bây giờ ngày thứ ba rồi, nó chưa rụng nha nè, còn mặt hoa trên cây đó, chưa rụng. Hoa này đơm nhiều lớp nên cái nhụy nó lấp ở bên trong luôn, lấp nhiều bên trong. Còn hai cái bắp xanh nữa này, cuống hoa rất là ngắn nha. Còn cái lọc non nữa đây. Hoa này đơm đẹp lắm, lúc mà còn tươi mình còn hình ảnh nó hoa nó tươi à. Độc non của nó thì lọc non nó tựa như cái dòng mai độc xanh nhưng mà nó không phải nha. Lúc nó mới ra nó vẫn đỏ như thế này. Khi nó tụ gần tụ già thì bắt đầu nó ra đục là chuối. Ghép một này, hai này, ba vết ghép này. Ba vết ghép nha nè, mấy cái chỗ vết ghép lớn này nó gần gom rồi này, gần gom hết này, đi cành lách lượng. Này cần nhìn chính chu nó. Đó, nhìn chính diện. Rồi, giá 350.000 nha anh em, giá rất rẻ, hoa đẹp.